Hello mọi người, mình là Mr. BB. Chào mọi người đã đến kênh vlog của mình. Thì hiện tại mình đang có mặt ở nơi mà ngôi nhà của chú bị vùi lấp ở trên Bắc Trà My cho mọi người. Thì hiện tại thì bà con hàng xóm đến rất là đông. Bây giờ BB sẽ quay sơ căn nhà cho mọi người xem. Đây. Không, con bọn của Long Thân. Đây mọi người. Đây đang chuẩn bị các mọi thứ để tổ chức đám tang cho chú. Đây mọi người, thân nhân gia đình đang ngồi bên trong và hàng xóm đến rất là đông. Thầy cũng đã đến rồi. Mẹ của chú Hạ thôi à? Dạ. Đó là mẹ rồi, đây là mẹ Do. Mẹ Su Do. Mẹ rồi, mẹ Do đó, mẹ vợ đó. Mẹ vợ. Đây mẹ rục đây. Ở đây gia đình đã mang chú Hạ về tới nhà. Đây con biết rồi, con gặp bé ở mấy ngày hôm nay rồi. Dạ. Trời ơi. Dạ. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 46 tuổi. À. Dạ. Trừ số nữa rồi. Thôi. Cứ để cho chú ra đi. Biết rồi. Thì trời nó con chứ xím cũng vô chùa vô đầu mới biết mấy sao. Dạ. Trời xím để mô Phật có xím luôn cái của cá của cây ra. Mình biết cái sao. Nhưng mà trời con luôn tâm đi không ngơi không được con à. Dạ. Mang muốn con muốn gì được có chúc mừng của trời xím chúng nó đem mấy trang. Đây là cô chú hàng xóm đến rất là đông. Chú thì trải qua 5 ngày tìm kiếm và hiện tại bây giờ thì chú đã về tới nhà và gia đình BB sẽ cập nhật ngày khi nào coi chú chôn. BB chưa nắm rõ để gia đình sắp xếp hết mọi thứ rồi BB sẽ cho mọi người biết khi nào chú sẽ chôn. Anh hỏi xuống đây. Chú cô biết cô chào cháu cô ạ. Thì chú Hà ở đây họ chú Hà sống cũng lương thiện đúng chú ạ? Sống nó còn lương thiện lắm, tạo lá. Con nói trời tạo lắm con. Dạ. Con mắt làng chứ thấy trời á. Dạ. Nó hiền khô rồi, cũng thương thấy. Cần cầu lùm an. Cần cầu lùm an rồi năm miếng hồn môn trời đó. Dạ. Tạo dễ tạo lá. Hồn xuống mà cũng thương thấy con. Cũng giờ năm nữa là cũng cực khổ. À. Ừ. Bác hơi đứa con quá vợ đi bung thì vợ bị thương một ba muốn lại hai ba lần. Dạ. Yeah. Ừ. Số gì có thái đều đó dạ. Thì đi bưng cũng bị cái nọ gà ta mấy lần. À. Thấy mấy lần cháy rồi đó. Thì cũng cập nói ra nhà năm thì cũng luôn cũng tiện cũng tẹn đấy chứ không gì gì cần. Dạ. Chống đó thì làm năm rồi bữa trước là cũng có đi từ thiện không? Đi lên cái đường xa đó. Rồi con biết rồi. Ừ. Rồi. Con cảm ơn. Con có biết nên nó học ở đó bên đây đó thì. Dạ dạ. Đó nhờ clip đó là của một người anh của con. Đúng rồi. À. Ta cũng giờ công đó chứ không là trái thấy có mới rồi đó. Dạ. Người đó là người anh con đã quay và đã kêu hô à. Đó là người anh của con à. Con là bạn của ảnh thôi à.
Dạ. Dạ. Để con vô. Cảm ơn cô ạ. Đây mọi người, thì chú ở nhà, ở hàng xóm ở đây họ rất là quý vì chú hiền lành, lại cần cù lao động. Thì gia đình đang sắp xếp thì cái việc con ra tăng gia bối rối thì vì không muốn không dám hỏi sâu. Bởi vì đợi khi nào mà gia đình sắp xếp ổn định thì sẽ ở đây tạm thời ở đây để quay cập nhật tình hình cho mọi người xem. Đó. Cô chú ở đây đứng rất đông và muốn đến viếng thăm cũng như an ủi gia đình. Đó. Nhưng lời động viên chia sẻ. Ủa anh mấy giờ mình liệm anh thầy? Hơi giờ khuya mình liệm, hơi giờ sáng. Anh liệm lên kia rồi. Trời không muốn mình trông. Cua, để cua. Dạ. Thì dạ. Rồi Nam Ngà mới tìm ra. Cách ở chỗ nào? Bản Ngà. À Bản Ngà. Rồi cách đó là tốn mười mấy. Cái chỗ cách đó khoảng 50 mét. 50 mét. Người nuôi tốn mười mấy, người bán mười mấy rồi chứ. Cái chỗ suối mà anh lậu bữa hôm trước đúng không? Đúng rồi, đầu suối. Trời trời. Cái đầu suối thôi chứ còn không cái đâu. Cái đó. À, cái đầu suối. Vẫn còn trên đường á. À. Suối lẫn có cái đường qua thôi vậy đó. Dạ. Không có 80 mét đâu, 60 mét có đâu. Cả 50 mét thôi. 80 mét là hết luôn cái chỗ từ nó xuống đó thì được khi 80 mét. Không bây giờ cái cùng dây phòng cháy chữa cháy của thế là có 100 mét thôi. Mà tự đây nó kéo xuống tới 100 mét. Dạ. Từ đây cái máy mà chủ máy đổ á mà kéo xuống đây là còn dư cùng dây quá 100 mét rồi cho nấu mấy cái đầu nấu nó bao mà nó còn dư quá thì rồi cách nó nằm mười mấy thì thôi cũng mừng rồi mong chú về được rồi. Tiếc là mà mình không tìm được cái bàn tay của chú. Bởi nó đây khi mà xuống là đắp đóa rồi có thể ví một cái đấy. Miếng cái cầu nếu mình đậu lùn đất ấy. Đúng rồi. Tới khi mà mình tìm được cái thấy hai bàn chân thì mình đã dùng bàn tay mình đào. Chứ hồi đâu có lấy cúc cái gì đâu. Người ta mới lấy cái ba khui từng xí đất thôi. Khui từng xí để lấy cho nó nhẹ nhẹ. Thôi anh sắp xếp gia đình đi để công việc cho nó ổn thỏa. Đây mọi người, đây thì gia đình đã mang về tới nhà và đang sắp xếp mọi thứ để tiến hành lễ tang cho chú. Thì về tới nhà cũng mừng rồi mọi người ạ. Chứ còn mong được về sớm chứ ở đó càng lâu thì cũng không có tốt. Bây giờ đã về tới đây rồi. Đây, bây giờ thì chuẩn bị sắp sửa làm lễ rồi mọi người. Sắp sửa làm lễ rồi. Đó. Thì baby sẽ cập nhật tiếp theo cho mọi người xem. Bây giờ đây là vợ của chú mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo ạ. Bye bye mọi người ạ.